bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Sửa đổi lỗi lầm, nghiệp tội sẽ tiêu tan. Người ta sống cùng một nơi với nhau, tức là có duyên với nhau. Do đó đừng nên sinh lòng bực bội, tức giận, và càng không nên mắng chửi lẫn nhau. Các hành vi như thế hoàn toàn không thích hợp và không thể chấp nhận được. Hy vọng mọi người đều có được công phu tu dưỡng và phong độ của bậc quân tử. Trong lục độ, pháp môn nhẫn nhục quan trọng bậc nhất. Mọi người phải tu tập pháp môn nhẫn nhục cho viên mãn thì mới có sự thành tựu. Người tu đạo tuyệt đối không được nhóm lửa trong gan, không được nổi giận, cần phải nhẫn nhịn mọi chuyện. Bởi có câu rằng, vô minh hỏa thiêu tận công đức lâm, nghĩa là sự nóng giận đốt sạch rừng công đức. Do đó, các bạn phải ghi nhớ điểm này bằng mọi giá. Hôm nay, có một đệ tử xin được sám hối, tôi thấy lỗi phạm không nghiêm trọng lắm, nên bảo ý rằng không cần phải ra trước đại chúng mà sám hối, chỉ cần hối cải, sửa đổi lỗi lầm là được. Cổ nhân có nói, nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá, quá vật đan cải, thiện mạc đại yên. Nghĩa là, con người nào phải thánh hiền, ai chẳng lầm lỗi, chẳng sợ sửa đổi, còn gì tốt hơn. Tự mình biết lỗi, về sau không tái phạm là tốt rồi, nên nói, hữu quá năng cải quy ư vô. Nghĩa là, có lỗi mà sửa đổi, tội lỗi sẽ sạch tiêu. Biết sửa đổi lỗi lầm thì lỗi lầm không còn nữa, tức là tội có lớn tày trời, nếu biết sám hối thì tội cũng sẽ tiêu tan. Chỉ sợ rằng, tự biết mình sai mà lại cứ cứng đầu cho là đúng, điều sai lầm mà chấp là đúng thì lại càng sai hơn nữa. Những điều tôi nói hôm nay không phải dành riêng cho một cá nhân nào, mà là cho chung tất cả mọi người, bất luận người nào, nếu nhận thấy mình thuộc vào trường hợp nói trên, thì hãy mau mau sửa đổi, còn nếu không thuộc vào trường hợp trên thì hãy tự khích lệ, lấy đây làm điều sách tấn. Phàm hễ mình có thái độ không được viên mãn tốt đẹp với người khác thì nên lập tức cải thiện ngay. Các bạn đến được chùa đây là nhờ bao kiếp lâu xa về trước đã gieo trồng thiện duyên, kết duyên lành với nhau, nếu không thì kiếp này không thể tụ hội lại như thế này được. Đó là điều mà mọi người cần phải hiểu rõ, nhất là mang danh Phật tử lại càng nên chú trọng đến chữ duyên hơn nữa. Tục ngữ có câu, có duyên ngàn dặm về gặp gỡ, không duyên đối diện chẳng biết nhau. Hai câu này thật là đầy triết lý. Các bạn cùng cư ngụ ở vạn Phật Thánh Thành nên kính trọng, giúp đỡ lẫn nhau, chứ không nên có thái độ thờ ơ, khoanh tay đứng nhìn, hoặc đứng bên kia bờ xem nhà cháy. Mọi người hãy học tinh thần của chư Bồ Tát, thấy chúng sinh chìm đắm khổ sở trong cảnh nước sôi lửa bỏng thì cảm thấy như chính bản thân mình đang chịu khổ. Do đó các ngài tìm cách cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ, đó là bổn phận của tín đồ Phật giáo. Chúng ta không nên có tâm trạng hạnh tai lạc họa, nghĩa là vui mừng trước tai họa của người khác. Đó là điều tôi kỳ vọng ở tất cả các bạn. Hy vọng rằng ai ai cũng có tấm lòng Bồ Tát, sẵn sàng quên mình vì người. Trong mỗi ý niệm, mình nên luôn luôn nghĩ cách hỗ trợ Phật giáo, hoằng dương Phật Pháp, tất cả đều vì Phật giáo mà phục vụ. Hãy làm một tín đồ Phật giáo chân chính, không sợ khó nhọc, chẳng ngại gian nan, tận tâm tận lực ủng hộ đạo tràng. Phải ở trong Phật giáo mà lập công, lập ngôn, làm việc công đức, nói lời chân thật thì mới đúng là một Phật tử. Các bạn cần phải có năng lực dũng mãnh chiến đấu thì mới có thể bách chiến bách thắng, không được vừa lâm trận và đầu hàng, không vượt qua nổi thử thách. Nếu vượt qua được thử thách thì các bạn không còn ở cách đạo bao xa nữa.